xe phạm này. Thì cái việc xe phạm này đã có cái tích tụ của thanh tra sở yêu cầu và yêu cầu khắc phục. Còn nếu như anh không khắc phục thì anh buộc phải khắc phục. Và cũng liên quan đến cái vấn đề anh cấp những cái giấy chứng nhận liên quan đến cái quyền sử dụng căn hộ và đất ở, quy hoạch từ tầng 2 đến tầng 5 này, làm nhà trẻ và đỗ xe thì cứ thế là. Cái là anh làm đây anh chỉ tốn tiền và anh đâu có bán được đâu, thì đâu có làm giấy tờ cho anh bán. Thì riêng cái việc đó không anh cũng đã thiệt hại, anh cũng đã khó khăn rồi. Tuy nhiên nó vừa rồi thành phố là cho cái cho tiến hành quy hoạch làm cái khu vực nhà giữ trẻ ở đây sang ở cái khu vực chỗ 38 và 37 đó, ta chỉ thấy là toàn bộ khu vực đó bây giờ cái nhà cao tầng mọc lên dày đặc như thế, không gian không đậm đó, thứ rất là trầm trọng, đặc biệt là vấn đề đây sang chúng tôi dự kiến ở cái chỗ đó là tất cả những cái nhà cao tầng lên hết thì xe cộ sẽ tăng, cho nên quy hoạch ban đầu cái nhà giữ trẻ thôi, và sau này kết hợp luôn cho làm cái bãi đỗ xe nhà để bảo đảm toàn bộ khu vực. Thì ý là báo tôi muốn hỏi là chắc là khi có hai năm khóa rồi, nhưng mà tôi xin báo cáo là tất cả anh chị là anh chị cứ theo dõi ra toàn bộ vấn đề mà tất cả thành phố đưa ra đấu giá trong thời gian này rất minh bạch, tất cả cái giá được trúng đấu giá tăng lên rất nhiều lần so với cái giá ban đầu, từ đấu thầu tới cả 500 đất từ nông lệ, toàn bộ đất ven biển. Cá biệt người ta có lô đất cho Cổ Rồng đưa ra 32 triệu này, đấu thầu lên tới 50 mấy triệu. Cái này cái chỗ này thì đã đưa đấu giá công khai thì tất cả các thành phần tổ chức cá nhân đều tham gia. Còn ông này muốn trúng thì cũng ráng bỏ thật cao để chậm trúng thôi, chứ không có gì ở túi được. Cũng có rõ với anh chị này, anh chị cái đấu thầu là quan sát biết rồi. Cái này tôi này không có gì mà làm không có đậu, rất là công khai. Còn là chi phụ của nhà đầu tư thì chính là được là đảm sẽ thỏa mãn được cái tiêu chuẩn, những cái quy chuẩn về mặt xây dựng. Còn nếu không thỏa mãn thì vừa có vấn đề xử phạt, vừa có vấn đề buộc phải khắc phục, còn có vấn đề là sẽ không cấp những giấy tờ liên quan đến xác nhận được. Và như vậy là anh sẽ không có khả năng thương mại hóa được cái phần việc bạn sẽ nói. Chắc là người ta không biết về cái gì đó là nó xảy gì đấy. Còn ở chỗ mà cái lô không chính ấy, cái này tân tiến thấy không? Ai biểu ra lời mặt là không mặc cái gì chỗ này. Nhưng mà có cái điều này, cái lô đó là liên quan đến vừa rồi có một số những cái đơn thư tố cáo cơ quan ủy ban kiểm tra đang làm, rồi thanh tra điều tra cũng đang làm, cho nên cái anh hỏi đúng một lúc mà nhiều cái đoàn thanh tra kiểm tra thì công tiến của tôi cũng hơi lúng túng mà nó vẫn chơi mặt, không biết là nó lớn được rồi. Thế còn bản chất nó có gì mặt như thế này, nó rất bình thường, nó cũng là căn biệt thự bình thường, nằm trong cái giải mà 137 lô, vậy có hai cái nhà, một cái nhà mẫu, một cái nhà mẫu làm ra để mà làm ra từ đầu năm 2012-13 chứ. Làm ra để trong bảo để mà bán các biệt thự nữa, hồi đó là cũng ế ẩm không sợ mua, và một cái biệt thự chỗ là không chín thì cái việc này thì thông tin về cái lô đất này thì các anh chị báo chí cũng có đăng tải tại làm thì nó như thế, thì còn nó sai phạm như thế nào thì bây giờ mấy cơ quan là trong đó có cơ quan là ủy ban kiểm tra của thành ủy, rồi cơ quan chúng ta đi ra người ta đang xác minh cái việc này như thế nào, rồi sẽ trả lời cho các anh chị cho nó tiếp tục cái luật. Còn lại trong một cái vấn đề mà lớn của thành phố Đà Nẵng hay về vấn đề liên quan đến khắc phục những cái sai phạm liên quan đến vấn đề quản lý đất đai của thời kỳ trước thì có rất nhiều những cái việc, mà trong đó một cái việc cũng rất là lớn ấy, là toàn bộ những cái đất mà sản xuất kinh doanh và thương mại dịch vụ tại cái thời điểm đó. Thời điểm là kể năm 2012 là tổ chức là thành phố cấp theo cái mà ghi trong cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là lâu dài, mặc dù đất sản xuất kinh doanh và thương mại dịch vụ nhưng mà để thì là 2012 thì thanh tra chính phủ và
sau đó được Thủ tướng Chính phủ đồng ý và tiếp tục thanh tra. Cho nên đó là sơ phẩm trong vấn đề liên quan đến quản lý đất đai, liên quan đến vấn đề cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nó không đúng với lại cái bản chất, cái thời hạn nó không đúng, yêu cầu là kiến nghị và thu hồi lại. Và Đà Nẵng thì cũng đang rất nỗ lực để làm cái việc này, mặc dù rất khó, nhưng mình nói khó lắm, thành khó những cái này cũng qua tới mấy lần rồi. Và chúng tôi cũng đã báo cáo cái việc này lên Thủ tướng Chính phủ và các bộ ban ngành cũng nhiều lắm rồi. Đề nghị là xử lý vấn đề này như thế nào để còn thực hiện theo cái luật đó là có. Mặc dù là chúng tôi cũng đã thực hiện đổi được đâu là 4 lần cái rồi, 48 lần cái rồi. Tất nhiên có những người họ cũng đồng thuận, cái việc đó không đúng thì người ta cũng đồng ý, nhưng mà nhiều người là không đồng ý, cái chính quyền đã cấp cho họ như vậy rồi, bây giờ làm sao bị thu hồi đổ lại thì người ta không chịu, mặc dù nó trái với quy định của pháp luật. Chúng ta có báo cáo như vậy, và đó cũng là một trong những khuyết điểm của ban thường vụ với lại cá nhân tôi đấy, là ông liên quan với đặc đất đai là chỉ là chậm khắc phục. Thì chúng tôi cũng vẫn đang chấp nhận là mình là chịu kỷ luật để chấm khắc phục, nhưng mà cũng cố gắng hết mình và chúng tôi cũng tiếp tục báo cáo. Tuy nhiên là theo quy định của pháp luật thì cái đất đó về mặt bản chất ấy, là thương mại dịch vụ và sản xuất kinh doanh thì cấp là có thời hạn là 50 năm thôi. Nhưng đang cấp lâu dài nghĩa là không có được hạn. Nó khổ gì xem. Cũng giống như chiếc xe mà ví dụ tới 50 phân khối thôi mà ta làm cho nó có giấy chứng nhận là 70 phân khối thì bây giờ mới trả là 50 phân khối thôi chứ thì không thể ghi 70 phân khối được. Và khi đó là chúng tôi đã có kiến nghị rồi và hiện nay cũng được trả lời là phải thu hồi, phải xử lý. Và liên quan đến những cái cá nhân và tổ chức là cũng phải xử lý. Cho nên bây giờ là một trong những cái nợ của kết luận thanh tra thì chúng tôi còn có nợ với một cái câu chuyện này. Đó là gì? Mong là các nhà báo thì cũng chia sẻ cái thông tin này, và chúng tôi cũng mong là các doanh nghiệp, các cá nhân mà còn sở hữu những cái giấy tờ nhà đất mà liên quan đến cái nội dung mà vi phạm này thì cũng hợp tác cùng với chúng tôi để mà khắc phục. Chứ còn đã thanh tra chính phủ kết luận và Thủ tướng Chính phủ đồng ý phê duyệt một cái bản kết luận rồi thì mình cũng chạy trốn được đấy. Tất nhiên là nếu mà cầm cái tờ giấy mà chứng nhận quyền sử dụng đất mà không mong nó giữ lâu dài mà được sản xuất kinh doanh thì có vẻ dường như là người ta thích hơn là tờ giấy 50 năm em có vẻ được chứ, nhưng mà bản chất nó là sản xuất kinh doanh, nó là thương mại dịch vụ, nó không có thời hạn, chỉ còn chỉ ta ở kia thì mới cái thời hạn mới lâu dài. Còn cái chỗ khu đô thị mới Gia Phước thì cũng đã có cái quyết định thanh tra kiểm tra của các cơ quan trung ương. Tuy nhiên là cái việc mà triển khai dự án và cái việc chuyển nhượng ấy, thì làm cái đối tượng không có ngăn trở gì vậy. Vậy nhưng mà nó chậm là không phải là do cái vấn đề thanh tra kiểm tra, mà chậm là do nó thiếu một số những thủ tục. Ví dụ như là cái đánh giá hoạt động môi trường là chưa có, cho nên chưa thể triển khai được. Thế còn không liên quan gì đến thanh tra kiểm tra. Còn mà thanh tra kiểm tra thì người ta cứ làm cái việc của các cơ quan chức năng, khi nào xong thì người ta sẽ công bố có vi phạm không có vi phạm. Thôi thì chúng ta cũng chờ đó thôi. Chứ còn không phải vì vậy mà cái dự án dừng triển khai. Nhưng mà triển khai là phải bảo đảm những thủ tục của nó. Xin trả lời rõ là sao?